Phó Tổng thống nặng nề gật đầu. Đúng vậy, nó rất rất lớn. Ta còn không có phát hiện nó là chủng loài gì nữa ạ. À. Xem ra sau này thật sự phải liên lạc với vị đại ca đến từ Vương Quốc rồng rồi. Diên Culo ngồi lại trên ghế và nhìn lại phòng thu. Phó Thị nói, nhân tiện diễn giả Sakura và Bằng Di nhờ chúng tôi giúp đỡ. Anh có muốn giúp bọn họ không? Diên Culo thản nhiên nói, để bọn hắn tự lo liệu đi. Giúp bọn hắn cũng vô dụng. Giúp đỡ họ trong quá khứ là để kiềm chế Vương Quốc rồng. Bây giờ không cần kiềm chế nữa rồi. Nói thẳng là không kiềm chế được nữa. Chúng vô dụng. Diam Cooler tiếp tục: Trước khi liên hệ với ngài cố Trường Thanh, hãy chuẩn bị đủ lương thực để nuôi một triệu người trong một năm và gửi họ đến Vương quốc Rồng. Nếu chúng ta muốn kết bạn với cậu ấy, chúng ta phải trả giá. Được, tôi đi chuẩn bị ngay bây giờ. Người phó rời đi. Bởi vì họ hầu như đều là những người có hình xăm siêu phàm nên không bị dị thú ảnh hưởng nhiều. Vựa lúa và những nơi khác ở các bang đều được bảo vệ. Tài nguyên, lương thực đơn thuần này không là gì đối với họ. Diam. Lúc này, một người phụ nữ da trắng, tóc vàng, mắt xanh, cao và cực kỳ xinh đẹp bước vào. Nhìn thấy, Diam Cooler mỉm cười nói. Athena, cô đến đây là nhờ sức mạnh cường đại của cậu cố đúng không? Người phụ nữ này, trên người có sam thần chiến tranh Athena, tiện thể gọi cô là Athena. Athena gật đầu, đúng vậy, ta phải cùng người này kết giao bằng hữu để biểu đạt thành ý, ta có thể sẽ đích thân tới đó. Không thể tốt hơn. Tôi vừa mới sai người thu thập một lô vật tư, chuẩn bị đưa tới nơi đó, cô đi theo ta sẽ an toàn hơn nhiều. Jean Coller vừa rồi đang đau đầu không biết nên cử ai đến đó, nhưng Athena lại bất ngờ đến tận cửa nhà xin anh cho đi. Athena nói, đừng keo kiệt, cho nhiều một chút nếu không ta sẽ khó xử vừa nói cô vừa gọi cấp phó của mình